thập chỉ liên tâm, khỏi ù tai nhờ chườm đá mát xa. Xin chào, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thì, em bị ù tai. Thì em cũng không biết làm như thế nào để cho nó hết. Thì có dùng cái phương pháp bơm máu. Tuy nhiên là sau đó thì nó vẫn cần tiếp tục bị ù. Em tham gia khóa học thập chỉ liên tâm vào tháng 10 năm 2014. Và sau đó thì thầy có chia sẻ cái phương pháp mà chườm gan bằng đá massage. Và em đã nghĩ đến cái việc là mình sẽ chườm đá, vì các thầy đã nói là khi đau ở đâu thì mình sẽ chườm ở đó. Và em sử dụng cái viên đá đó, em quay trong lò vi ba khoảng gần hơn một phút thì em chườm, và hôm sau thì em thấy kết quả nó rất là rõ rệt là nó bớt. Và em tiếp tục chườm lần thứ hai, thứ ba thì sau đó tay của em hết ù. Và em cảm thấy đây là một cái điều tuyệt vời. Em nghĩ là nếu như bắt đầu từ đây mà nếu có đau chỗ nào thì em sẽ tiếp tục chườm ở đó. Vì em thấy là cái việc mà dùng chườm đá nó có tác dụng. Nhiều người thì chườm là thấy ngủ ngon, hoặc là người ta sẽ bớt được đi tiểu đêm. Thì em cũng chia sẻ với lại mẹ của một người bạn, thì bác cũng nhờ em mua viên đá về và bác sử dụng. Thì chỉ có một ngày thôi, một đêm đó thôi, thì buổi sáng bác đến, bác chị đó mới nhắn tin cho em là Liệp ơi, thật là tuyệt vời, mẹ mình đã chườm đá được và mẹ thấy công dụng rất là tốt và mẹ cảm ơn Liệp. Thì đó em cũng rất là vui và em mong muốn là chia sẻ được thật là nhiều cái công dụng của cái việc đá này. Muốn là tất cả mọi người, kể cả những người người ta không có nhiều tiền, người ta vẫn có thể sử dụng được. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.